Anh nghe tin là Quân là có người về hỏi bảo đi ở rể à? Vâng ạ. Xa không? Xa. Xa? Vâng. Nhưng mà người ta về thì người ta nói như thế nào, bảo cho mình đi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thưa cô bác anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống nhà của em Quân cô bác ạ. Và hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng có đem theo một phần quà là của bác Thảo Đỗ. Bác có gửi cho cháu Lực là từ trước Tết rồi. Gửi cho cháu Lực là 2 triệu đồng và trong 2 triệu đồng đó thì là sẽ mua một chút quà cho các em. Và hôm qua thì cháu Lực cũng đã đi nhà của hai anh em Hưng Thuận rồi, gửi cái phần quà đấy cho hai anh em Hưng Thuận rồi. Và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là xuống nhà của em Quân là gửi nốt cái phần quà cho em Quân nữa. Ở đây thì mỗi cái phần quà thì là trị giá là 500 ngàn. 500 ngàn này thì bác bảo với cháu Lực rằng là mua thức ăn và thực phẩm cho các em. Đấy, nhưng mà mua thịt lợn, thịt thà của bác. Nhưng mà ở trên xã cháu Lực thì hiện tại là đến hôm nay thì vẫn chưa có ai mổ lợn cả của bác ạ. Cho nên là cháu Lực là quyết định là sẽ mua ngan. Tại vì là ở trên đó là bán ngan đấy các bác. Mua ngan về thứ nhất thì có thể là cho các em làm thức ăn cũng được, hay là các em dùng để nuôi cũng được. Đấy, nhưng mà ngan này thì là ngan người ta bán hầu như là bán để mà thịt thôi, cho nên là để nuôi thì nó cũng rất là khó. Đấy, vừa rồi thì trước khi mà cháu Lực đi xuống nhà của Quân ấy, cháu Lực cũng đã điện cho Quân hỏi là Quân đang làm gì, thì nghe tin Quân bảo là đang đi lấy củi. Không biết là em mới lấy củi ở tận đâu và đang chuẩn bị đi lấy củi ấy cô bác. Từ trên nhà của từ trên cái đường mà cháu Lực để xe xuống đây cô bác thì một cái đoạn mà nó cũng không phải là quá là xa đâu, nó đi bộ chắc giờ tầm độ 20-30 phút gì đấy. Thế bây giờ thì cháu Lực đi xuống gặp em Quân để cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình sau cô bác ạ. Ở đây thì hôm nọ em Quân cũng tự một mình là đào cái đường này xuống một chút này cô bác này, đào để cho nó rộng ra, nhưng mà đi thì phải nói là rất là trơn cô bác ạ. Này thì phải đến cái mùa mưa nó trôi hết cái phần đất bùn bùn ở trên nó đi này thì nó mới không bị trơn. Nghe từ xa là có vẻ thì nghe thấy bé Hiếu là đang có cái tiếng khóc sau đấy. Quân đang ở đấy à? Quân thì cháu Lực nhìn thấy là đang ở cái vườn rau hôm nọ mà em ấy trồng ấy. Hãy đi xem là em ấy đang làm gì ở phía bên đấy. Ui, lớn nhanh thế nhở? Cái này là nó có bắp ở trên này à nhở? Em tưởng bắp cải, không phải. Không phải á? Nhìn trong cái giống cây bắp cải đấy nhở?
Cháu Quân xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì Quân ở nhà để làm cái gì? Lúc đấy là em vừa đi lấy ni lông hôm trước em che mạng vừa về thôi. Là gớ nó ra à? Thế nhà em là gieo mạ ở tận đâu? Dưới kia. Này có sâu không đấy? Có ạ, buổi sáng nay em vừa bắt. Thế là tối nó mới ra. Ui đây này, lá này thì nó ăn hết đây đây, cuốn đây này, có sâu đây. Ui đây này, đây có hai con này, ui dồi ôi. Sâu này sâu bé tí nhở, con này ấy. Sâu này là loại sâu trước là nó ăn rau cải xin tinh. Ui đây này, anh có thấy đây này, đây có này. Đây này, có khá là nhiều sâu. Ui đây này, Quân này, đây này. Cái này bát suốt mà nó vẫn có nhiều thế nhỉ, đây này. Còn những cây nào mà nó có hình như nó ăn đây. Ôi đây này, nhiều lắm Quân ạ. Ủa, anh nhìn thấy nhiều lắm. Hầu như là cây nào nó cũng có luôn đấy. Nhưng mà cái rau này là rau không phải rau bắp cải đâu. Hình như là cái này là ăn hoa nó nhỉ? Ôi đây này, qua đây sâu này. Ôi ôi, cháu Linh nhìn thấy là có khá là nhiều sâu của bác ạ. Đây Quân này phải bắt bằng tay không luôn đấy. Giơ đi. Cái này chắc là nó có rau cải, nó có hoa ở trên này à? Đây này, sâu này. Như kiểu rau này nó đang non nên sâu thích ăn hay sao á. Hầu như là cây nào cây đấy cũng có tầm đến 2 đến 3 con đấy chứ. Ôi, sao cây này lại có hoa rồi? Có rồi. Người này ạ, ăn cuống hoa nào nhỉ? Dâu này. Em không biết. Thế cây nào cây đấy cũng ra hoa rất là nhiều rồi. Đây cái này đã sạch đâu Quân đây này, sâu đây này. Cái cuống hoa này nó rất là ngọt cô bác ạ. Ăn sống luôn. À, bé Hiếu đang kia. Nè Hiếu. Hiếu à. Hiếu ơi. Mày đã lấy Quân mới khả thì nó nè à? Lại rau này nếu mà lấy luộc lên thì không cần để nó chín rồi. Ngọt à? Vâng ạ. Cái này là chắc là mấy nữa chỉ ăn nguyên cái cuống hoa ấy thôi này. Bên này có vẻ tốt hơn đấy nhở? Bên này như kiểu có phân bón nhiều hơn hay sao ấy? Hôm trước là gỡ nhà cũ bên kia thì lấy phân về để bên này nhiều hơn. Thả nào nó tốt hơn. Búa chặt to cái của cháu này to đầm phồng cha. Là hai cây à? Hôm trước là cây bé tí em tưởng không sống được. Trồng hai cây bây giờ nó lại lên tốt. Thế là cái này là mấy nữa mình chỉ ăn nguyên cái cuống hoa thôi cái này ấy. Thế là cây nào cây nấy cũng ra hoa, ra cuống rất là nhiều này. Anh nghe tin là Quân là có người về hỏi bảo đi ở rể à? Vâng ạ. Xa không? Xa. Xa? Vâng. Nhưng mà người ta về thì người ta nói như thế nào bảo cho mình đi? Họ bảo ở nhà họ cũng có con trai thì cho em đi ở, nhưng mà em cũng bảo giờ em cũng có một mình, ông bà cũng già rồi, nếu em đi thì ông bà không có ai thay cỏ cho em không đi được. Thế là người ta đã đến tận tận nhà hỏi à? Nhưng mà ai làm mai làm mối cho? Thế là
Em không biết tên đó, họ vì hai ba người nhưng có một người chắc là ai làm mối em cũng không biết đâu. Ừ, có nghĩa là ra ra hỏi à? Vâng ạ. Ừ. Hôm nay thì bà, ông bà có ở nhà hết không? Có. Có. Thế là ra nhưng mà được nhìn thấy con gái như người ta chưa? Chưa. Chưa? Vâng. Chưa được nhìn con gái như người ta mà nếu mà đồng ý thì cái là người ta rẻ cho người già già sao? Không, hả? Không ạ. Nhưng là định làm trạng vương à? Ui, cây này ra rất là nhiều lá rồi. Tỷ lệ sống là độ tôi gọi là 100% rồi đấy. Ở trên chỗ ở trên khu mà vùng cao của bác này thì hay là người ta về hỏi vợ hỏi chồng rất là sớm. Có những gia đình thì người ta là không có con trai ấy, người ta muốn là gả đi ở rể. Mà đi ở rể đây thì hôm nọ cháu Lực cũng nhìn thấy là một cái một trường hợp rồi các bác, là đáng lẽ là mình phải cưới ở bên nhà trai trước đúng không bác, nhưng mà ngược lại cưới bên nhà gái trước đúng không bác, nhưng mà ngược lại ở đây là cưới bên nhà đàn trai trước. Không, là tất cả mọi thủ tục là làm nhà gái làm đi đón rể ấy, làm như kiểu là đi đón dâu ấy. Ủa đây này đổ rồi Quân. Đây phải dựng lại rồi. Nhưng mà nhà bên kia thì gia đình khá giả không? Có biết không? Có biết về gia đình nhà người ta không? Không. Không biết gì luôn à? Mùa này thì hầu như là bà con ai cũng trồng ngô trồng đậu cho nên là nhốt hết gà nhỉ? Không là gà cũng khá là nhiều hàng xóm ấy. Cái này độ tầm một tuần đó là có rau để ăn rồi. Bây giờ mình cũng chuẩn bị ăn dần. Nhưng mà cái này mình chỉ hái nguyên cái hoa của nó đấy chứ. Hái cả lá dưới này không là nó vàng đi không ăn được. Nhưng mà lá dưới này mình chỉ hái đi cho đi cho lợn đấy chứ. Nha. Yeah. Nếu mà lá nào non thì lấy ăn ạ. Lá nào non thì lấy ăn. Vào cái mùa này của bác này, vào cái mùa này thì khi mà nghe được cái tiếng ve sầu này kêu thì rất là náo lòng. Đây có một con ve này Xuân, Quân. Nó hồng cánh thôi. Bắt cho bé Hiếu. Con này kêu thì phải nói là náo lòng luôn các bác ạ. Buồn ngủ hết cả da luôn đấy. Buộc nó lại à? Có dây, không có dây à? Dây này này, đây này. Thế đây có một dây đây. Cái này buộc. À. Ôi Hiếu làm cái gì mà đội khăn ở trên đầu kia? Em không biết ạ. Ai đội cho ấy? Em tự đội. Em tự đội à? À Hiếu là tự đội à? À ôi ôi ôi. Hiếu đi đâu ấy? Mới bây ta. Chắc là vừa mới khóc xong ấy, sao mắt này nhè nhè này. Nha. Thế này, mắt ướt ướt này. Đây, cho về Hiếu đây. Đấy, Hiếu đi, rất là mạnh này các bác này. Rất là mạnh dạn, không sợ. Vừa ăn cơm xong à, bụng to đấy Hiếu. Hả? Trên này thì đội khăn như bà già luôn. Hiếu à. Con chào các ông các bà. Con chào các ông bà. Con chúc các ông các bà. Con chúc các ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Các ông bà. Yêu thương con. Con và anh Quân. Và anh Quân. Ông bà nữa. Ông bà nữa. Rồi. Phải Hiếu thì phải dạy thì mới biết nói được cô bác ạ. Này đi về nhà đi. Này. Đi vào nhà đi. Hãy đội khăn lên như kiểu bà già đấy. Đây là bà, chắc là bà đội cho đấy chứ. À, bà là bộ đằng sau cho à? À cầm Quân là cầm con ngan kia đi nữa không? Con ngan kia lấy thảo đây luôn đây này. Sợ rằng là tí không có chỗ thả ấy.
Chín chỗ đây nó có lên được không? Thả cho nó vào đây, nhưng mà ngan này là ngan thịt thôi chứ không phải là ngan nuôi đâu. Ở trên kia nếu mà không có chỗ thả thì buộc chân nó ở đây này cho nó mát này. Xong là đến lúc nào mà quân thịt xong. Nếu mà ngan nuôi thì là mình có thể là lấy nuôi được, nhưng mà ngan thịt thì nuôi thì nó cũng không có kiểu phù hợp với các bác. Người ta toàn nuôi bằng thức ăn của nó thôi. Chỗ này già lại nuôi cái gì được đấy quân ạ? Chắc là thảo nó không chạy đâu má. Đi Hiệu lên này, chỉ sợ nó bay mất đấy nhở. Ngan này lấy nuôi có được không quân? Em cũng không biết ạ, em chưa được nuôi đâu. Ông đi đâu rồi? Ông đi lấy cỏ về đó. Ông đi lấy cỏ này chưa về? Chặt bớt cái cánh của nó đi, không phải sợ nó bay mất đấy. Chặt đồ bên cho nó không bay được mà. Ô chú này thì đã đi làm sớm rồi à? Vâng ạ. Chú nhà bên cạnh nha. Cắt xong nhìn cho nó, nhìn ngan cho nó kiểu gì ấy. Ồ, có khi lấy nuôi vẫn được ấy quân ạ. Nhìn trong nó vẫn khỏe mạnh mà. Cứ thử nuôi một hai ngày nó xem sao. Nếu mà được thì nuôi con ngan này. Ở dưới này anh thấy có một cái ao ấy. À, có một cái ao ấy. Nếu mà cái ao này mình rào lại thì để nuôi cái gì được không nhỉ? Nếu mà rào lại thì để ước nào đi thả nước đi xong đi mua cá về nuôi. Ui nhưng mà anh nghĩ là nuôi cá là nhiều nước lắm ấy. Ở đây thì làm gì mà nhà em làm gì lấy nước đâu nhiều thế. Ừ không à, bây giờ cũng đã chuẩn bị đến mùa có con vịt. Mua vịt bé về nuôi đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì mấy nữa già lại xong là mua vịt bé về nuôi con vịt đấy. Vâng. Thả nước vào trong một tí. Vâng. Thế ngan là cứ thả này sợ tí nó đi đâu không? Không sợ à? Ừ. Ê Hiếu à? Hiếu, tao tì ngan đó. Trong ngan nhá. Trong ngan nhá. Tí nó bay ấy. Ồ, bây giờ chắc là phải sửa lại chuồng riêng này rồi. Vâng. Ôi. Ồ, ông là vừa đi lấy củi, vừa đi lấy cỏ thì về này cô bác này. Ra đến kia thì gọi quân là đi hộ ông một đoạn. Ông phải đi từ mấy giờ sáng nay? Ông uống chè xong rồi đi. Uống chè xong rồi đi à? Thế đã ăn cơm chưa? Buổi sáng ông ăn cơm chưa? Ăn sáng không đi. Ăn sáng xong là đi à? Nhưng mà chắc là ăn cơm nữa chứ ở đấy. Ông của Quân thì năm nay cũng gần là 80 rồi cô bác ạ. Ông của Quân thì có vẻ như là sức khỏe ông thì cũng khá là yếu thôi. Nhưng mà do là gia đình mình có hoàn cảnh như vậy ấy, chứ không có ngừng nghỉ chút nào. Vẫn miệt mài giúp được em Quân việc gì thì ông giúp. Nhìn thấy từ xa xa là cái bóng dáng mà rất là nhỏ. Cháu Lực nhìn thấy là vác cái bó cỏ mà phải còn to hơn cả người của mình nữa. Thạc phần á tầm á nè. Thạc phần á. Năm con ạ. Ờ, chứ này, là quân tại biệt nhà bác. Ủa, hôn nào bác? Thảm mát là quân rồi. Đấy, bà con thì đang chuẩn bị làm mùa làm
nương làm ruộng, ai ai cũng ra rất là tấp nập. 12 giờ trưa vẫn còn chưa có nghỉ cả. Ê, ông thì đi lấy cỏ từ sáng đấy các bác, đến 12 giờ trưa này các bác này. Không biết là các bác có đang nhìn thấy đồng hồ đây, 12 giờ 40 phút là ông mới về. Tiếp theo mà cùng bạn này à? Bố này đi vai chỉ mua chỉ đó. Toàn là cái lá ruột cả đâu các bác ạ, không biết là trâu có ăn không. Tức quả mà cùng đấy, đi thì còn kèm theo đó là một cái cây gậy để mà chống nữa. Ở đây thì người ta có câu là lúc mà vừa mới sinh ra thì đi bằng 4 chân, lớn lên thì đi bằng 2 chân, và đến lúc mà có tuổi rồi thì sẽ đi bằng 3 chân. Đấy thì là gặp cái trường hợp của ông bây giờ hiện tại này các bác này. Quần thì đang đi trước rồi. Thì ông thì có vẻ như là sức khỏe ông, cháu được nhìn thấy là cái cách mà ông thở ấy khá là mệt nhọc cô bác ạ. Nó đây chỉ chưa vào nhà cùng. Khá cùng, khá rồi ta má. Ô. Ông ta má đi. Tên ta cầm đi ngăn đi chiên nào à. Bà con thì cũng chuẩn bị là phơi phân chuồng ấy, phân bò, phân trâu để mà mấy nữa trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, là dùng cái chính cái phân chuồng để mà trồng. Cú ấy đấy, đúng một chín ngay nó bảy mấy anh. Lớp vai cây chín nhỏ chút đi anh nhỏ. Lớp vai anh coi đấy. Hả? Lớn con từ. Ồ. Quân thì đi rất là nhanh nhẹn các bác ạ. Đi gần đến nhà rồi. Ông thì vẫn còn đang đi sau. Buổi sáng sớm là đi từ 10 đi từ sáng sớm luôn đến tận 12 giờ 40, gần 1 giờ rồi thì mới vác được một cái bó cỏ mà về tới nhà. Thế bây giờ thì Quân cũng đang để nhờ cái cỏ trong cái lán đó chú ở bên này thì đã đi làm xa rồi. Bé Hiếu thì ở nhà cũng khác là tự một mình mà chơi cả, không cần ai mà chơi cùng. Mỗi người là làm một công việc. Cái này thì thái cho nó ăn luôn à hay là để vào để dành cho ngày mai? Hả? Tí nữa là thái à? Anh thấy là ở kia con có cỏ khá là nhiều đấy. Đây nhiều dơm quá. Nhiều dơm. Mùa này thì cũng là mùa mà không có cỏ ấy, cho nên là ông toàn đi lấy cái lá ruộc này, lá ruộc non ấy về để mà cho bò. Bảo Quân thì đi đâu rồi? Bà chắc là vừa đi làm đi. Bà không vừa đi làm. Cùng với mình chín ai mới cùng à? Chín giá. Chín giá? Chín là có đấy. Đúng. Nó pi rồi ta. Thế là ông là đi lấy cỏ xong là gặp nhà hàng xóm ở dưới kia là cũng ăn cơm luôn rồi cô bác ạ, ăn cơm dưới kia luôn xong mới về. À, vừa đi lấy cỏ này xong lại vừa đi lấy củi nữa, ôi dồi. Không biết cả con thằng đi, nó thằng đi, đi dừng phát lắm. Ông vừa bảo là đi lấy cỏ, đi là gặp và cái gì thì lấy cái đấy, về thì còn có cái mà dùng. Thì toát hết cả mồ hôi ra rồi.
Anh như là ở nhà bên này cũng mát mát thôi nhờ, cũng không nóng mấy. Như dưới nhà của ấy à. Đấy, ông thì à. Xin ông đi, xin ông đi. Ông luôn mà. Nó kín hả cả lắm. Nó có xe mà. Đấy, ông là đi ra ngoài là người ta cho bánh, nó còn không có nỡ ăn đâu các bác. Cầm về cho bé Hiếu để mà ăn. Đấy, có vẻ như là bé Hiếu đang bây ảo nữa ông. Ừ mà. Ờ luôn mà. Kì lắm à. Như vừa ngà 9 mét cùng à. Ông về đi ra ngoài là người ta cho bánh cho kẹo là cũng không còn nỡ ăn đâu các bác. Cầm về để cho bé Hiếu một gói này. Đấy, hôm nay thì anh mua cho Quân với lại ông bà thêm một con ngan. Đấy, con ngan này thì là ngan người ta cũng nuôi để mà thịt thôi chứ không phải là ngan nuôi. Nếu mà ngan nuôi thì nó lại loại khác. Đấy. Ở đây thì bác Thảo Đỗ có gửi cho anh là 500 ngàn. Đấy, bảo là mua thịt lợn cũng như là thức ăn cho các em. Đấy, nhưng mà sợ rằng là khi mà anh đưa tiền cho các em thì các em không có nỡ mua. Không có nỡ mua cho nên là gửi tiền đó để cho anh mua cho các em. Và hôm nay thì anh mua cho em là một con ngan là hết là 255.000. Đấy, và còn dư là 200 là xem là còn dư là bao nhiêu. Phải xem thì mới biết được, không có nhớ. Anh mua ngan hết là 255.000. Thì còn dư là 240.000. Thì bây giờ thì hiện tại là cho em còn tiền không? Cho em không. Không còn tiền à? Thế thì anh sẽ gửi cho em là 245.000 nhá. Thì cái tiền này thì em để cho ông cầm hay là em tự cầm? Cho ai cầm cũng được rồi. Cho ai cầm à? Thế thì em lấy cho ông cầm đi nhá. Đấy, còn cái tiền chắn này là đưa cho ông cầm. Đây, còn tiền lẻ này thì là em sẽ cầm. Đấy, cùng cắm lên thông vắn ở ba sư để phát để nướng chỉ nó cùng ổ cái này à. Cái này lấy bóng hợp lấy ở ba sư phát sư cửa đằng chín nên lao ở ba chèn sẽ tiết ở cùng ổ. Và tên nào đây là tao hợp. Đây, ở đây là tiền lẻ là 45.000. Thì là em sẽ cầm để mà đi mua những cái thứ gì đấy khi mà bé Hiếu đi học. Đấy, buổi sáng thì có hôm thì bà đi học, bà đưa bé Hiếu đi học hay là một mình em đưa đi học? Sáng là bà đưa đi. Sáng là em đưa đi. Sáng là bà đưa đi à? Đấy, phần quà này là bác Thảo Đỗ là bác gửi cho nhá. Là gửi là 500 ngàn. Đấy, cũng dặn anh là đi mua thức ăn cho em với lại cho ông thôi, cho ông bà thôi. Đấy, nhưng mà ở trên xá mình thì em cũng biết rồi, hiện tại thì chưa có ai mua lợn cả. Chưa có ai mua lợn cho nên là anh không mua được thịt lợn. Hay còn thời tiết mà hôm nay thì cũng khá là nắng cho nên là bảo ông một chút đi đâu lấy củi lấy cỏ về thì cũng về sớm sớm một chút, đừng có đi quá giờ chứ không lại lo lắng. Hay chứ không là đến nỗi mà 1-2 giờ mà chưa về thì em lại bắt đầu lại đi tìm ông. Hay ông thì cũng cũng có tuổi rồi cô bác, tuổi thì rất là cao và sức khỏe ông thì khá là yếu cô bác ạ, cho nên là sợ rằng là đi lấy củi lấy cỏ gặp những cái tai nạn thì không về đến nhà cả. Đấy, cho Lực cũng xin thay mặt là em Quân với lại ông bà nữa, bà Hiếu nữa gửi một lời cảm ơn và lời chúc tới bác Thảo Đỗ, chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều. Con thay mặt ông bà, con cảm ơn bà đã gửi tiền để mua thức ăn cho con. Con chúc bà sang năm mới luôn thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn bà. Bé Hiếu thì đã ăn xong rồi hả? À, hết chưa? Hết chưa? Chú lại cho. Có lấy không? Không bỏ này. Nếu mi chứ là lắc bỏ rồi, cứ tập bỏ. Bỏ à? Bỏ là cùng người ta giải à? Ông thì bảo là đi lấy người ta cho nhưng mà còn thì ông bảo là lợi đơn khác mà lại cho bé Hiếu. Cho bà Hiếu. Tôi phải mà. Lần sau, mai sau này lớn lên thì là phải biết là thương yêu ông nhá. Đấy, ông đi ra ngoài người ta lấy bánh lấy kẹo cho còn không có nỡ ăn, còn đem cho mình đấy. Quân thì lớn hơn rồi, chắc ông không có cho nữa. Ừ, hào luôn.
Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là để là khá là nhiều rơm. Cái rơm này là rơm của nhà em hết rồi đúng không? Vâng. Cũng cẩn thận nhá, bé Hiếu lên đây chơi thì cũng cẩn thận là khi mà ông đang nhóm bếp như này này. Bữa tối là ông là ngủ ở đây đúng không? Ông là ngủ ở đây để mà ông xong con bò đúng không? Đấy. Tối là nếu mà có cỏ ông dậy lúc nào thì ông lấy cỏ cho bò ăn. Cỏ cho bò ăn à? Thế thì cái chuồng dê bên kia thì chắc là bây giờ là phải sửa lại nhá. Sửa lại thì một tí nữa anh em mình xem là cần là sửa như thế nào thì anh sẽ cùng em sửa một chút. Xong là anh em mình đi lấy dê về. Cái dê thì ở đây thì là dê mình mua dê để mà nuôi ấy, thì mình không nên ra chợ mua. Mình nên mua những con dê ở bản ấy thì nó sẽ ok hơn. Đấy. Ở đây thì anh cũng đang bây giờ thì đang tìm rồi. Đến đợt nọ thì mùa đông ấy thì anh cũng không có mua cho lắm. Không muốn mua tại vì là sợ rằng là nó sẽ lạnh quá ấy, em cũng khó chăm ấy. Đấy, mùa đông ấy thì là đến bây giờ đến mùa hè này thì mình sẽ mua một con dê đực, một con dê cái. Và cái khoản tiền dê này là 6 triệu đồng là mua hai con. Đấy, anh em mình đi xem nếu mà cảm thấy là dê nó nhỏ vừa số tiền thì mình mua ba con, còn nếu mà nó cân nó cao thì mình lại mua hai con về nuôi. Đấy. Cũng à bạn này ta tai quân trôi tỉa mà ăn lâu bèn à cũng rồi quân trôi lên phải thứ tỉa bè mà hồi quân ta cũng chứng hiểu hậu đèn ba lên có ba hậu chập tôi nữa nó có mấy tao phải chi tao thủ muốn đấy à ở lấy hốc này chứ đấy bỏ bài nữa bỏ bài nữa hốc tao thủ muốn đấy trên này nương cân càng xưa ở cặp bút du mà ra dự ba mà bỏ anh trang thấy mà con dê là mình nó không ngủ dưới đất đâu con dê ấy. Đấy. Mình lấy tấm ván về có thể là mình đi chặt cây này cho nhiên tên nữ đây lên có mấy thề mà rô mấy da mà rô này lên chập trôn lắm hết này làm cái lâu chảy này đều ở nó một sớm á. Thế ông thì cũng đã ngâm cứu rồi đấy cô bác đã ngâm cứu mà chỗ để dê làm rồi làm tệ hát này cứ nghiên cứu con này cho hơi cho mà này. Nếu mà không được thì mình buổi tối là ông ngủ ở đây nhiều hơn ấy, thì có thể là làm ở đây cũng được. Đấy. Làm thế nào mà mình cho nó hiệu quả nhất. Chào đi nhảy lê bỏ và pha phang à. Ừ. Cút đi ra. Mà lọc thì nhờ lại. Thế là quân là có những lúc là một mình ở nhà là tự làm như thái cỏ à? Đấy, một mình là tự đưa cỏ vào là tự thái luôn. Đấy, vừa rồi thì quân bảo là thái một ít cho nên là em ấy tự một mình tự làm, nhưng mà thái nhiều thì cho được xé bảo là hộ em quân luôn. Thái cỏ xem là cho bò xem là nếu mà ăn thì lại một tí nữa lại tiếp tục, ông lại tiếp tục là đi lấy đấy. Cái mùa này thì đang là mùa khô ấy, vừa mới qua mùa đông ấy, cho nên là cỏ cũng rất là ít mọc các bác ạ. Thành ra là mình đi kiếm nó cũng rất là khó. Nhưng mà nếu mà cỏ này thì lại có dê nó lại cực kỳ ăn nhá. Dê thì nó lại nuôi nó dễ hơn. Tại vì nó ăn những cái lá cây xoan rất là nhiều. Đường về cũng mà ruộng thóc mà phải mua cái tiền mua cái trần để tiền về đi dân cân đi bọc ngầu mà dù cái thóc này chắc này cho thả xuống đây luôn à? Vâng à là mình không cần phải là đem cái sọt đi xuống cái kia à? Không ạ. Xem là nó ăn không? Con bò con thì nó ăn cỏ chưa? Ăn rồi à? Vâng ạ. Ăn ít rồi đúng không? Con nó cũng vừa mới đẻ mà. Đây
con gì cũng thế, mình cho nó ăn nhiều thì nó mới phát triển và nó nhanh lớn được. Chứ mình mà cho nó ăn ít thì nó cũng chậm phát triển, như người mình cũng thế. Những cái bê mà phải không? Một phạm cấm thì cấm hỏng, tố lì, mất chọc tố. Đấy, bây giờ thì các bác đang giúp thì cố gắng làm sao mà độ tầm 4-5 năm nữa thì là em cũng lớn và cuộc sống của các em thì là nó sẽ khác bây giờ hơn rất là nhiều. Đấy là buổi tối là ông ngủ đây thì chắc là ấm hơn ở bên kia một chút nhỉ. Tại vì ngôi nhà này nó nhỏ và chúng được nhìn thấy là những cái tấm đan với nhau này các bác này, nó rất là khít với nhau. Đây thì nhìn thấy là có thêm một cái bình nữa. Bình này thì không biết là ông để cái gì. Bình này để cái gì đây cũng? Nước sắm. À, là để vào dưa chua các bác ạ. Đây bình kia là không phải. À, không phải á? Không, bình bé này là lúc ông với bà lấy để rượu uống từ xưa lâu rồi. À, thế là trước kia là để rượu đúng không? À, cái này là bình vào bình bình cổ của bác ạ, bình từ thời xưa rồi. Thế bây giờ thì ở trong thì chắc là không có để thêm cái gì nữa cả. Nhà này là bây giờ chỉ là ở tạm, còn không à. Bây giờ đến là cũng là chuẩn bị đến mùa gió lớn thì cũng không dám cho ông ở đây. Bởi vì cột nó nghiêng hết rồi. Nếu mà ở đây gió to quá nó sập. Sập nhưng mà đúng rồi. Là sập lúc nào thì không biết đâu, nhưng mà có ngày thì nó không sụp. Ồ, tại vì là anh nhìn thấy là thưa cô bác ạ, cô bác có nhìn thấy là cái cột này này cô bác này, bây giờ đang nghiêng độ tầm là chắc độ tầm là 20 một chút rồi. Đấy, nó không có thẳng đứng nữa. Đấy, thời tiết ở bên ngoài thì khá là nắng nóng rồi. Bà thì cũng về rồi này cô bác này. Thế là bà là sáng nay là lấy hết cỏ ở đây này cô bác này. Không là tí nó chạy đâu mất nhá, phải để ý ấy. Không là tí mai là mất đấy. Để xem là nếu mà để ở bên kia được thì để bên kia. Bên này để thì để được thì để bên này nhá. Đây. Đây ở đây cho được nhìn thấy là cũng từ xa là có một bác là cũng đang chăm chú là làm ruộng nhà mình ở cái kia này cô bác này. Chắc là không có nước cho nên là làm thế để cho nó giữ nước được lâu hơn. Đấy, có lẽ là hôm nay thì chắc là cháu được cũng xuống nhà em Quân và chia sẻ một chút và thông báo cũng như là đem những cái phần quà gửi tới cho em Quân cũng như là ông với bà. Đấy, khi mà ai nghe được những cái tin mà các bác gửi những cái phần quà tới cho các em nghe được thì phải nói là rất là vui và rất là hào hứng làm sao mà các bác giúp cho các em thì có một cái bàn đạp để các em thay đổi cái cuộc sống hiện tại đi. Bé Hiếu thì đội như này thì như kiểu là bà già đấy nhờ. Vậy có lẽ là cái thời lượng thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Tấn Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.